Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Nhí nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào ý. Dạ rồi em chào anh Thái. Chào cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em nằm ở Tân Khánh Trung, lớp Chợ Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như Zalo em là 0707069639. Thì anh Nam giao lưu cô chú anh chị mình những mặt hàng hoa giấy như sông nuôi cam ghép nhiều màu. Không làm thời gian của mình, em đang cho mình mã số 1 là cây hồng gân. Cái ngang em đã cho mình là 35, chiều cao là 45. Quần là quần 14, mã số 1 nha luôn cô chú anh chị mình là 170.000, em bao ship. Rực rỡ hoa quý anh chị. Dạ, 170.000. Thêm lên cho mình mã số 2 của chú anh chị. Một cây ghép hai màu tím pháp và tím tuyết quý anh chị. Cái ngang đó là 50, chiều cao là 75. Quần là quần 15, tím pháp tím tuyết của chú anh chị em cho luôn mình mã số 2 này với cái mức giá của nó là 320.000. Cây một rễ luôn. Dạ. 320.000 cho mã số 2. Tiếp theo em lên cho mình mã số 3. Một cây ngũ sắc thái 5 màu. Cái ngang ra cho mình là 55, chiều cao là 1m. Quần là quần 14, mã số 3 em Zalo cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 450.000 cho mã số 3. Gồm có màu vàng, màu cam, màu hồng, trắng phớt hồng và màu đỏ quý cô chú anh chị em. Đủ 5 màu ha. 450.000 cho mã số 3. Thêm lên mình mã số 4. Cái ngang đó là 40, chiều cao là 60. Cây một rễ luôn. Quần là quần 12, mã số 4 đây em có cho mình là hồng ruby. Hồng ruby, tím pháp và hồng lửa của chú anh chị. Mã số 4 này em cho luôn cô chú anh chị mình là 250.000. Cây ba màu rất đẹp quý anh chị em. Dạ. Thêm lên cho mình mã số 5 là một cây sông mai cam. Mahagani quý anh chị em. Cây này sưu tầm mình chơi bonsai, cây lớn nha. Cái ngang em đó là 60, chiều cao là 90. Hoành là hoành 30 của chú anh chị, hoành 30, cây rất là đẹp luôn. Em Zalo mình mã số 5 này với cái mức giá là 700.000 của chú anh chị. 700.000 cho mã số 5, một cây sông mai cam rất là đẹp luôn của chú anh chị. Cây này về mình nuôi tàn quý cô chú anh chị em. Và đặc biệt những cái cây mình lấy giống thì nó khác, còn cây này mình chơi bonsai được nha quý cô chú anh chị em. Dạ. Cây giá trị ha. 700.000 cho mã số 5 của chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình mã số 6 là một cây tiểu Ấn Độ. Ghép với kim cương cam. Cái ngang ra cho mình là 45, chiều cao là 70. Quần là quần 12, mã số 5 em Zalo của chú anh, mã số 6 của chú anh chị. Em Zalo mình với cái mức giá của nó là 260.000. Đang lên búp của chú anh chị rất là đẹp luôn. Mã số 6. Tiếp theo em lên cho mình mã số 7, tiếp tục là một cây tiểu Ấn Độ. Cây này hoa rất đậm quý anh chị em, cây mini. Cái ngang ra cho mình là 33. Chiều cao là 55, hoành là hoành 10, mã số 7 của chú anh chị, em Zalo mình với cái mức giá của nó là 180.000, cho mã số 7 của chú anh chị. Thêm lên cho mình mã số 8. Cái ngang ra cho mình là 45, chiều cao là 65, hoành là hoành 12, mã số 8 của chú anh chị, tím bướm, rượu vang và hồng lửa nha luôn cô chú anh chị mình, cái mức giá của nó là 280.000 cho mã số 8. Thêm lên cho mình mã số 9 là một cây ngũ sắc thái 5 màu. Cái ngang ra cho mình là 55, chiều cao là 1m. Quần là quần 15, mã số 9 em Zalo cô chú anh chị mình là 450.000 cho mã số 9, một cây ngũ sắc thái 5 màu, 450.000. Đủ 5 màu cho mình luôn cô chú anh chị. Thêm lên mình mã số 10. Cái ngang cho mình là 40, chiều cao là 65. Hoành là hoành 14, mã số 10 em có cam lửa và hồng gân của chú anh chị, tiểu Ấn Độ nữa. Em Zalo mình mã số 10 này với cái mức giá là 270.000. Cho mã số 10. Tiếp theo em lên cho mình mã số 11. Cành vàng lá ngọc hoa đỏ anh chị em. Cái ngang đó cho mình là 55, chiều cao là 85. Hoành là hoành 10, mã 11 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 300.000. Cho mã số 11, 300.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 12. Cây hồng gân của chú anh chị. Tiếng ngang ra cho mình là 40, chiều cao là 65. Hoành là hoành 15, mã số 12 em Zalo của chú anh chị mình là 270.000. Cây hồng gân, mã số 12. 270.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 13. Cây tím pháp của chú anh chị.
Tới ngang ta cho mình là 50, chiều cao là 75. Hoành là hoành 15, mã số 13 nha luôn cô chú anh chị, mình với mức giá là 320.000. Cho mã số 13. Theo em lên cho mình mã số 14. Tới ngang ta cho mình là 60, chiều cao là 1m. Hoành là hoành 17, mã số 14, một cây cuốn sách Thái năm màu nha luôn cô chú anh chị mình, với cái mức giá của nó là 450.000. Đủ 5 màu của chúng chị, đỏ, cam, vàng, trắng, phấn hồng và hồng sen. Mã 14. Tiếp theo em lên cho mình mã số 15 là một cây Ema bonsai của chúng chị. Tới ngang đó là 45, chiều cao là 60. Hoành là hoành 12, mã 15 Ema bonsai cho luôn của chú anh chị mình là 270.000. Cho mã số 15. Tiếp theo em lên mình mã 16 là một cây song mai cam. Tới ngang ta cho mình là 50, chiều cao là 80. Hoành là hoành 30 của chú anh chị. Mã 16, cây song môi cam. Em đi luôn mình với cái mức giá là 700.000. 700.000 của chú anh chị. Gốc này nó bị lỗi do những cái gốc này bị lỗi của chú anh chị. Nó là quá đá hết trơn nè. Gốc này nó bị lỗi. Anh để mình 600.000 thôi của chú anh chị, 600.000. Cái mã số 16. Tiếp theo em lên cho mình mã số 17. Tiếp ngang em đo cho mình là 60, chiều cao là 72. Hoành là hoành 11, mã 17 em có mã lai của chú anh chị, mã lai dưa hấu và hồng lửa. Mã 17 cho luôn của chú anh chị mình là 270.000. Tiểu Ấn Độ nữa là 4 màu. 4 màu chứ, mã 17, cây rất là đẹp luôn. Theo em lên cho mình mã 18. Quá rực rỡ luôn. Tới ngang ta cho mình là 55, chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 16, mã số 18 của chú anh chị, trắng tiết và hồng lửa. Em đi lô mình với cái mức giá của nó là 370.000 cho mã số 18. Đây có tím bướm. Tím bướm đục 3 màu, màu của chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình mã số 19. Tới ngang ta cho mình là 45, chiều cao là 95. Hoành là hoành 14, mã 19 của chú anh chị. Đây có red pizza, trắng tiết, tím tiết của chú anh chị. Mã 19 em Zalo mình với cái mức giá là 350.000. 350.000 cho mã 19. Theo em lên cho mình mã 20. Là một cây ngũ sắc Thái 5 màu. Tới ngang đó là 55, chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 14, mã 20 của chú anh chị Zalo mình là 450.000. Mã số 20. Theo em lên cho mình mã số 21. Cái này nó bị lỗi thân heo chú anh chị. Em xả mình cái này luôn ha. Tới ngang em đo cho mình là 40, chiều cao là 75. Hoành là hoành 20, mã 21 em như luôn là 200.000. Cái này nó bị lỗi thân ha. Ba màu, ba màu siêu bông tuyết và tím tuyết. Dạ. Giờ mình có thể lấy bo chơi cũng được không chú anh chị. 200.000 cho mã số 21. Vậy đây có một cái cuối clip thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn yêu thương và ủng hộ những video của em với kênh của Thái. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha Vườn Em Nhí nha.